của mẹ chồng nàng dâu chắc hẳn đã để lại nhiều cảm xúc khó quên trong lòng khán giả. Với câu chuyện ba vợ là chú Nguyễn Văn Bình và con rể là anh Lê Văn Lộc. Trong chương trình, anh Lộc chia sẻ cách đây 3 năm, anh đã gặp tai nạn giao thông và phải kẹp inox ở chân. Vì gia đình không có điều kiện mà đến năm thứ 3, anh vẫn chưa được lấy kẹp inox ra, khiến sức khỏe bị ảnh hưởng, mà đặc biệt hơn khi vợ anh là người khuyết tật nên kinh tế gia đình càng khó khăn. Phía sau chương trình, MC Huyền Linh đã gửi tặng 10 triệu đồng và tận tình đưa anh đi khám. Tại bệnh viện, MC Quyền Linh gửi tặng thêm 20 triệu đồng để anh Lộc yên tâm chữa trị. Hãy cùng với chương trình xem tiếp cuộc sống của gia đình sau cuộc phẫu thuật đã tốt đẹp hơn như thế nào nhé. Chạy xe đi giao hàng té xuống, cán xe đập vô cái chân cái gãy. Hồn vía chị may lên chị hết hồn chứ, chị sợ quá trời sợ luôn. Bà nằm tại chỗ là chị lo cho ổng hết luôn á. Vợ cũng đem cơm lên thì đi thì không được, nhưng mà cũng chống cái tay lên đi đó. Đi thì cũng đi tới đâu thì để cái tô cơm đem tới đó vậy. Rồi, kéo xuất ra, kéo xuất ra, kéo mừng kéo. Ủa mẹ, bữa nay mưa bán được mẹ? Bán ế thì mụ, bán ế thì mụ. Trời mưa bán ế. Trời mưa, nhỏ đi bán mà chồng nó không trộm đừng có mưa, chứ không mưa rồi nhỏ đi bán được học, ế mụ. Ra ngoài đi mà. Mười giờ là bắt đầu làm, đem ra bán à? Bán tới 10 giờ tối. Lúc đám cưới xong là hai vợ chồng làm trong ba với mẹ à, tới khi đẻ luôn á à. Cái lúc mà xảy ra tai nạn thì cũng là nhờ em vợ rồi mẹ vợ cũng hỗ trợ nuôi bệnh hay là mua cơm mua cháo. Tại vì vợ mình gì thì đâu có đi nuôi được, chung cũng đâu có làm gì được đâu, nằm cả tháng giờ nằm tại chỗ đó đi giao hàng. Chạy xe đi giao hàng cái bốc đầu bắt đầu bốc lên cái té xuống, cán xe đập vô cái chân cái gãy. Khi mà chị nghe nói là anh Lộc anh bị tai nạn gì đó, trời hồn vía chị may lên chị hết hồn chứ, chị sợ quá trời sợ luôn. Đưa vô là bác sĩ nói là cái chân cũng nặng lắm mà phải mổ, nhưng mà phải mổ phải kẹp đi nóc rồi dắt đó. Nói chung cũng không có tiền gì. Bệnh viện là mới đầu tôi kêu là ứng vô là phải ứng ba triệu, xong trong vòng vài ngày là người ta kêu là phải đưa thêm 5 triệu nữa. Chị khóc cái chừng luôn rồi, chị nói giờ với em gái chị nói giờ không biết sao nữa, để bác sĩ mổ chân anh. Mà nói chung ảnh là cái chân ảnh là mổ tới 10 mấy triệu. Ông nằm là 1 tháng mấy là ông mới đi tó được á. Ông nằm tại chỗ là chị lo cho ông hết luôn á. Lao mình lao mãi, ông nằm ông muốn nhích cũng không được nữa. Nhích là ghen tới ghen lui. Rồi nghe nói nó làm nhà thương bị gãy giò vậy, rồi cũng xin bà chị nghỉ đi thăm nó. Bữa đó cũng có ông xui cũng lên, ông nuôi đó. Cái thời gian bác sĩ lúc mà mình vô bệnh viện thì lúc gắn vô á, lúc mà trước khi xuất viện bác sĩ có dặn là 8 tháng đến 1 năm lấy ra, là cái thời gian nó lấy ra nó dễ, xương với thịt nó không có dính, cái nóc nó không có dính liền vô thì lấy nó rất dễ. Lấy mà không có điều kiện
tới 3 năm ngoài, gần 4 năm mới có lấy ra. Đi cảm giác nó thốn. Thốn mà nó nặng, nó khó chịu. Nhiều khi trời mưa hay là trời lạnh, thời tiết lạnh thì nhất chịu không nổi, nhất chảy nước mắt luôn. Lúc đó thì có liên hệ với cái người chị trong bệnh viện, bên làm bên từ thiện, bên hội chữ thập đỏ. Chị mới dẫn vào. Dẫn vào về chị mới ngồi, anh kêu ngồi đó thì đợi thoại được lên, anh vô sau. Anh vô sau thì mới gặp. Rồi anh mới hỏi, nói chuyện qua lại, rồi anh mới dẫn đi qua bên để làm thủ tục. Rồi mới làm thủ tục vô mổ. Nói chung cũng ổn nhiều lắm rồi, nhưng mà không có dám, nói chung không có dám chạy, không có dám nhảy. Rồi tới khi mà đẻ nhỏ ra rồi đó là cũng có một thời gian là hai chồng ra riêng, ở riêng. Chồng đi làm ở nhà đâu có lo cho ai, đâu lo cho hai mà mẹ con đó. Thấy gì thôi kêu con về ở mình. Lúc mang thai cho tới sanh là nó ở chung mà. Nó ở tôi với tôi con. Chừng nhất là hai vợ chồng nhất đó chị đang. Tôi bán sushi nè, rồi thằng chồng nó phụ tôi, rồi tôi lo cho vợ chồng con cái, chờ lo trơn từ A tới Z chứ. Thì cũng nghe vấn đề là hai chân đi thì khó khăn, di chuyển thì nó cũng khó khăn, nó gặp nhiều cái là trắc trở. Rồi muốn nó đi thì thằng chồng nó cõng nó đi. Tới chuyện cái bụng bự bự thì ẩm. Bình thường thì có 25-26kg. Lúc mang thai thì khoảng 30-31. Người ta có giò có cẩm, mình đi nuôi đẻ, nuôi lo chỉ đứa nhỏ không, còn cái này lo tới mẹ nó luôn. Như là giặt đồ, giặt đạc, cơm nước, đồ nấu cơm, kho cá rồi là ông lo cho chị. Thì chị ăn uống, đồ đạc chén bát ông làm hết. Mẹ nói thì coi như là đi không được. Rồi cái tới chuyện đó là nó không có đi, nó chạy không, nó trừ hao lại cho mẹ nó. Dịch ca nó chạy không, nó quậy lắm chứ còn không có chịu đi. Lúc là hai vợ chồng chị ở riêng á, là chồng chị làm là tội nghiệp lắm, là chị lấy sợi dây á, chị buộc vô chân á, chị buộc vô cái tủ. Tại vì sợ, thứ nhất thì sợ ở ngoài đường xe cộ, thứ gì sợ người ta bắt cóc á. Tội nghiệp lắm, nhiều khi buộc nó hoài vậy đó, rồi cha nó về cái cha mẹ buộc chân tim từ sáng giờ, cha mở chân vô tim thì cha, tội nghiệp lắm. Nhưng mà chị mở ra là nó chạy. Có đôi lúc nhiều khi ở bển á thì nhiều khi nó chạy ra đường á, xé mém bị xe đụng quải gì. Người ta thấy vậy đó, chị đi, người ta thấy chị đi không được vậy đó, cái người ta lại bắt nó, người ta lâu lại người ta đưa cho chị. Còn chị thấy chị sợ quá thôi, chị còn chạy. Có hai chân đàng hoàng mà còn được theo nó không kịp mà. Chạy nhanh lắm. Chưa có điều kiện, chưa có tiền nên chị chưa cho đi học. Lúc cũng tội nghiệp lắm, thấy người ta đi học, mẹ ơi mẹ tin muốn đi học. Cái nói thôi con ơi, chừng nào mẹ có tiền đi rồi mà cho tin học. Nó nói là mẹ ơi đi học phải tốn tiền hả mẹ. Cái nói tốn tiền chứ con, người ta lo cho con ăn uống thì giữ con phải tốn tiền chứ. Hiểu bánh thằng trai nè. Sao? Thích không? Thích không con? Thích. Cảm ơn mẹ đi. Cảm ơn mẹ. Mẹ mua bò lúc lắc cho con ha. Rồi, con trai ngồi giỏng ăn đi con, ngồi giỏng ăn đi. Không muối nữa. Cái gì con? Không muối nữa. Hả? Không muối nữa. À. Hẻ. Có hẻ. Hẻ đi con chơi nha. Hẻ mà mẹ. Ngon không? Hỏi cha ngon không? Vâng. Hỏi cha ngon không? Không, ngon không? Ngon. Hẻ. Rồi, đút mẹ ăn rồi. Ồ, cảm ơn cha nha. Bữa đó mất mẹ không ăn được đâu. Có ăn đi. Bữa đó mất mẹ không ăn được đâu. Bơi bẻ bơi ra đi nữa. Quên bơi cho con ăn nữa nha. Thấy nó đúng ra nó cũng được. Vợ nó có tật vậy mà thấy ra nó cũng đi làm rồi chứ nó không có như người ta trà rượu ve bét này gì mà đánh đập vợ con, thấy không có. Thấy đúng là nó cũng được, con mình nó cũng có phúc. Mắt làm bánh hoặc làm bánh buôn bán này kia cũng mệt rồi, cái nó về dắt chiều cái là nó làm tiếp, như là bánh hoặc là vô bếp gì nó cơm nước này kia nó cũng tiếp chứ mình. Nó như kiểu như nó ở xa vậy đó, rồi chủ nhật từng nào cũng qua mà thăm nó chơi, trời ơi. Rồi như nó về đây ở với mình thì khỏi mất công đi,
có ở xa vậy đó mà không có nghe từng nào mà không đi thăm nó là thấy nhớ, nhớ cháu. Ra muốn cho nó gì nó ở với mình. Tại vì cái tai nạn đó thì mình cũng đâu có ai muốn. Thật sự thì lúc đó cũng buồn lắm. Xuất viện ra thì vợ mình chỉ đau mình, tại vì lúc đó mình nằm một chỗ thôi. Vợ cũng đem cơm lên đi thì không được, nhưng mà cũng chống cái tay lên đi đó. Đi thì cũng đi tới đâu thì để cái tô cơm đem tới đó vậy. Thì thật sự lúc đó mình thấy mình khóc luôn. Mình thấy cái mà thấy mà chăm sóc mình như vậy thì mình xúc động khóc thiệt. Giữ sức để mau hồi phục để mình làm, để mình bù đắp lại cho vợ thôi. Thật sự thì bà vợ với bà vợ rất là tốt. Là mẹ kêu hai vợ chồng để về ở thì mình rất là cảm ơn. Mình mừng, mình vui lắm. Sức khỏe thì cũng được phục tốt rất là nhiều. Thì sẽ cố gắng làm để giúp đỡ vợ con có cuộc sống tốt hơn sau này. Anh hỏi vợ anh là để cái ngày mà ngày sinh nhật của mẹ, anh muốn tạo bất ngờ cho mẹ. Có mà anh muốn làm bất ngờ, chúc mẹ sống lâu, rồi vợ sức khỏe. Muốn cho vợ thì ở bên mình, lại nhiều khi mình làm công việc về thì cũng có mệt mỏi thì vợ chia sẻ với nhau, hai chồng tâm sự qua lại. Lúc mà lấy inox trong chân ra thì mình cảm thấy cái chân nó nhẹ nhàng, với lại mình làm cái chuyện gì nó cũng linh hoạt, không có đau như lúc trước. Cái lúc mà trong bệnh viện anh chưa có cơ hội để cảm ơn lại, vì vừa tỉnh lại lúc mà chụp thuốc mê để mổ chân này tỉnh lại thì anh đi đâu anh về đâu có đó. Thôi bây giờ thì sẵn cái chương trình này để muốn gửi lời lại là cảm ơn Đường Linh rất nhiều đã hỗ trợ cho em để em lấy cái inox trong chân ra, thì rất là cảm ơn, rất là nhiều. Em cảm ơn anh nhiều lắm.